Có cô. Dạ. Website đào tạo Forex xin gửi đến nhà đầu tư chia sẻ trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị chúng tôi chia sẻ đều có căn cứ và giá trị để cho nhà đầu tư kiểm chứng thực tế ở trên thị trường giao dịch Forex này. Hôm nay với tựa đề chúng tôi chia sẻ để gửi đến nhà đầu tư đó là những vấn nạn trên thị trường giao dịch Forex này, về vấn đề là những kẻ được gọi là gì nhỉ, chia sẻ ở trên thị trường giao dịch Forex này, những kẻ được gọi là làm thầy ở trên thị trường giao dịch Forex này, hoặc á quân giao dịch Forex thế giới, hoặc pro trader, hoặc nhiều năm kinh nghiệm ở trên thị trường, những giá trị bản thân của những kẻ đó chia sẻ cho chúng ta với tựa đề là kiếm tiền trên thị trường giao dịch Forex này là dễ hay là dễ. Thì xin lỗi nhà đầu tư thử nhìn lại xem những kẻ được gọi là chia sẻ về thị trường giao dịch Forex này đủ mọi thể loại ở trên thị trường này và nói rằng thị trường này kiếm tiền dễ. Vậy những giá trị chúng chia sẻ cho nhà đầu tư về kiếm tiền dễ, kiếm tiền một cách đơn giản, kiếm tiền một cách ổn định ở trên thị trường giao dịch Forex này là thế nào, với những giá trị mà bản thân những kẻ đang ra chia sẻ như vậy cho nhà đầu tư, thì bản thân chính bản thân chúng đã chứng minh bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rằng bản thân chúng kiếm được tiền ở trên thị trường giao dịch Forex này hay chưa. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng nói rằng kiếm tiền trên thị trường này là dễ chưa bao giờ cho chúng ta thấy rõ được các giá trị thực tiễn ở trên thị trường, hoặc là giao dịch trực tiếp cho chúng ta thấy rõ, hoặc sâu phun tài khoản, hoặc cho chúng ta theo dõi cả một thời gian dài về những giá trị mà chúng đang chia sẻ, truyền tải cho chính chúng ta ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị chúng chia sẻ đều là những hình chụp và những giá trị mà bản thân chúng không có khả năng kiếm tiền thật sự ở trên cái thị trường giao dịch Forex này, nhưng chúng vẫn ra ngoài leo lèo rằng với cả bản thân chúng ta rằng chúng tạo được giá trị lợi nhuận ổn định, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại với những giá trị đó ở trên thị trường. Chính vì vậy rất là nhiều nhà đầu tư đã đi sai cái con đường ngay từ ban đầu khi tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang truyền tải, cảnh báo đến cộng đồng và gửi đến nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ và hiểu rõ về cái thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị chúng tôi chia sẻ đều bằng năng lực thật sự của bản thân mình. Trong suốt thời gian nhiều năm qua, tôi đã phải chứng minh liên tiếp để cho cộng đồng nhìn nhận từ những con số 0 để cho mọi người thấy rõ về những giá trị này. Tuyệt đối không có những giá trị hình chụp mà không có căn cứ hoặc xác thực định thực ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nếu mà gì nhỉ, thị trường giao dịch Forex này dễ, bản thân chúng đã chứng minh thực tiễn liên tiếp và sơ phun tài khoản, cũng giống như cho các bạn thấy rõ về những giá trị mà bản thân chúng cần truyền tải ở trên thị trường giao dịch Forex này, để cho mọi nhà đầu tư có thể đánh giá, giống như bản thân tôi Trần Quốc Minh đã chia sẻ, đang truyền tải, đang gửi đến nhà đầu tư những giá trị thực tiễn này, để nhà đầu tư có thể kiểm chứng về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Nên nhớ rằng rất là nhiều kẻ ngoài kia đã không thể nào giao dịch, đã không thể nào tồn tại được. Chính vì vậy chúng không bao giờ dám chứng minh, mà bản thân chúng chỉ ra ngoài phân tích và cho chúng ta thấy rõ những về vấn đề bắt tín hiệu giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này, thì chúng nó gọi là thực chiến. Thực chiến Forex là gì? Là phải ngồi giao dịch thực tế, là phải chứng minh bằng thực tiễn ở trên thị trường để cho mọi nhà đầu tư cùng trực tiếp theo dõi về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này, thì đó mới gọi là thực tiễn. Và gì nhỉ, kiếm được tiền ở trên thị trường giao dịch Forex này không phải là gì nhỉ, chúng ta cầm một xấp tiền ra ngoài rồi chúng ta khoe rằng chúng ta có tiền ở trên thị trường này, hoặc là tạo ra lợi nhuận, thì chúng ta gọi là nhà kiếm được tiền ở trên thị trường giao dịch Forex. Đấy là hoàn toàn là những giá trị lừa đảo ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mà kiếm được tiền trong giao dịch Forex hay không thì bản thân chúng ta phải thấy rõ được, một là giao dịch thực tế, hai là sơ phun tài khoản, ba là chúng ta phải đánh giá được cả một cái quá trình mà bản thân họ
giao dịch họ chứng minh họ có giá trị để chúng ta làm căn cứ hay không ở trên thị trường giao dịch forex này. Và thứ tư là chúng ta phải thấy rõ được giá trị kết quả thật sự ở trên thị trường giao dịch forex này từ những kẻ được gọi là nhà đứng ra chia sẻ về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch forex này, cũng giống như bản thân tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com. Thì khi mà tôi ra ngoài tôi chia sẻ thì tôi phải có giá trị chứng minh, mà thực tế tôi phải có giá trị sâu full cái lịch sử của bản thân tôi, và tôi phải có giá trị sâu về những kết quả của bản thân tôi ở trên thị trường, cũng giống như số tiền của tôi nạp vào đấy bao nhiêu, tôi rút ra bao nhiêu và tôi giao dịch ở trong khoảng thời gian đấy bao nhiêu ở trên thị trường giao dịch forex. Thì đó mới được gọi là giá trị kết quả, đó mới được gọi là giá trị thực tiễn ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được, chứ không phải khi các bạn tham gia vào các bạn chỉ nghe thấy bản thân chúng nó nói là thị trường này dễ có thể tạo được ra lợi nhuận, hoặc là nhỉ, thị trường này khi các bạn học xong là các bạn có thể kiếm được ra tiền, hoặc các bạn tham gia vào là các bạn chưa học xong thì các bạn đã có thể tạo được ra là giá trị lợi nhuận ở trên thị trường này. Thì đó chỉ là những hình thức lừa đảo câu nhử nhà đầu tư tham gia vào cái con đường của bản thân chúng. Và những kẻ không giao dịch được thật sự mà nói rằng bản thân chúng kiếm được ra tiền thì là sử dụng mõm, sử dụng mồm và gì nhỉ, không có thực tiễn để cho các bạn đánh giá. Thì xin lỗi nhà đầu tư, chúng làm gì có, chúng không giao dịch được thì làm gì có những giá trị để minh chứng vào trong thực tiễn ở trên thị trường. Ở trên thị trường giao dịch forex này không phải các bạn đem cả một cái tài khoản rất là lớn và các bạn vào trong thị trường này được gọi là vài năm là các bạn gọi là các bạn sống lâu lên lão làng, hoặc tài khoản lớn là các bạn có thể giao dịch tồn tại được. Thì xin lỗi nhà đầu tư, những ai còn những cái suy nghĩ như vậy, những ai còn những cái giá trị mà gì nhỉ, nhìn nhận đơn giản như vậy, thì xin lỗi nhà đầu tư, các bạn chỉ là những kẻ cúng tiền và cúng tiền, tiếp tục cúng tiền ở trên thị trường giao dịch forex này. Lợi nhuận đâu không thấy, chỉ thấy những bánh vẽ của giá trị nạp tiền và những hy vọng hão huyền ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Tôi chia sẻ bằng thực tế trong suốt thời gian nhiều năm qua, và hàng ngày tôi đã phải nhận biết bao những cuộc gọi ở trên thị trường này của những nhà đầu tư bị IB của sàn thuốc, bị những thầy dạy forex không có khả năng giao dịch thuốc ở trên thị trường, và bị những kẻ được gọi là buôn bán robot ở trên thị trường giao dịch forex này lừa đảo, và rất là nhiều những giá trị khác đã gì nhỉ, đã đẩy rất nhiều cảnh đời của nhà đầu tư vào những con đường được gọi là thua lỗ trầm trọng ở trên thị trường giao dịch forex này. Khối lượng bao nhiêu, giá trị bao nhiêu trên thị trường, cuối cùng chúng ta phải xem vào kết quả thật sự của nhà đầu tư đó giao dịch như thế nào, có tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự trên thị trường này hay không. Tôi nghe bất kỳ một thằng nào nói rằng bản thân chúng giao dịch một tháng lời 10 hay 5 hay là 20-30% ở trên thị trường mà không chứng minh được bằng thực tế, tôi chỉ cười một cách khinh bỉ với cả những thằng đó trên thị trường giao dịch forex này. Muốn có được bao nhiêu lợi nhuận, muốn vận dụng được bao nhiêu vốn, bản thân các bạn phải nhìn vào bản thân các bạn xem các bạn có đủ năng lực, có đủ khả năng, có đủ giá trị để kiểm soát, có đánh giá được thị trường, đánh giá được kiến thức, đánh giá được những giá trị mà các bạn đã trả giá trên thị trường giao dịch forex này, để nhìn nhận được vào trong thực tế rằng bản thân các bạn có khả năng thật sự để tạo được ra lợi nhuận và giữ được tiền và xử lý các giá trị tình huống ở trên thị trường giao dịch forex này, làm sao để mà bản thân các bạn hòa vốn và dần dần đi lên các giá trị lợi nhuận thật sự trên thị trường. Thì đó mới là đầu tư forex, đó mới là giao dịch forex, và đó mới là gì nhỉ, quản lý vốn ở trên thị trường. Và khi các bạn không giao dịch được thì lấy cái giá trị gì ra, được gọi là tâm lý ổn định ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Chỉ có giao dịch thành công và gì nhỉ, kiếm được tiền ở trên thị trường giao dịch forex thì đó mới là giá trị nói rằng bản thân chúng ta tồn tại được và tâm lý của chúng ta ổn định ở trên thị trường giao dịch forex này. Còn khi bản thân các bạn không kiếm được ra tiền và gì nhỉ, chỉ có nạp tiền và mất tiền ở trên thị trường giao dịch forex này, thì đó chính là vấn đề là nhỉ, tâm lý ảnh hưởng và mọi giá trị khác đều cho các bạn một kết quả, đó là nhỉ, không tồn tại được ở trên thị trường giao dịch forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư hãy đi thật chậm lại, nhìn nhận cho thật kỹ và đánh giá cho thật rõ về mọi giá trị ở trên thị trường, để làm sao bản thân chính các bạn hiểu rõ về thị trường, nhìn nhận cho nó đúng về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch forex này, và gì nhỉ, thấy rõ được mọi giá trị ở trên thị trường này, để các bạn dần dần các bạn hiểu rõ để mà tồn tại và nhìn ra được những kẻ đang lừa đảo ở trên thị trường giao dịch forex này. Mọi phương pháp ở trên thị trường đều là cả một quá trình mà chúng ta phải trải nghiệm, đều là cả một quá trình mà chúng ta phải chứng minh. Không có một phương pháp nào được gọi là đúng, hoặc chẳng có một phương pháp nào được gọi là sai. Chỉ có một giá trị
duy nhất ở trên thị trường giao dịch Forex này, đó là người vận dụng phương pháp đó có lời vào trong thực tiễn hay không, thì đó mới là điều mà chúng ta cần quan tâm. Trước khi nhìn nhận, trước khi đánh giá, trước khi tìm hiểu, trước khi quyết định, bản thân các bạn hãy nhìn nhận, hãy tìm hiểu, hãy xem xét cho thật kỹ để rồi mà thấy rõ được những sự nguy hiểm ở trên thị trường giao dịch về đầu tư nói chung hay thị trường giao dịch về Forex nói riêng. Tất cả đều phải là một thứ, đó là chứng minh và thực tiễn và con số để cho các bạn thấy rõ về điều này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư trong suốt thời gian dài của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và website đào tạo forex.com của bản thân tôi, để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và thấy rõ về những giá trị thực tiễn này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Thời gian dài của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và website đào tạo forex.com bản thân tôi, để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và thấy rõ về những giá trị thực tiễn này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Thời gian dài của cả quá trình phát triển đến trung tâm đào tạo Forex